Không xong rồi con ơi, đây từ ở trong một cái ray đường ray xe lửa xuất hiện một con quái vật các bạn. Đây một con quái vật có hình thù rất là kỳ lạ các bạn, đặc biệt là con quái vật này có màu vàng các bạn. Đây đây là một con Siren Head Minion màu vàng các bạn. Đây đặc biệt là ở trên đầu nó còn gắn thêm hai cái loa các bạn. Đây nó đang chui ra từ trong cái đường hầm ray xe lửa các bạn. Đây nó tấn công một cái chiếc xe lửa chở hàng ở trong thành phố của các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi nè. Đây nó tấn công cái chiếc xe lửa này nổ banh chành luôn bạn. Đây các siêu nhân người nhện bọn tôi đến đây để tiêu diệt con quái vật Siren Head Minion màu vàng các bạn. Một con Siren Head Minion khổng lồ nha, rất là to luôn. Ủa nó đang chui ra các bạn. Đấy, thấy chưa, phải tìm cách tiêu diệt con quái vật này trước khi nó chui ra và tấn công thành phố các bạn. Đây hiện tại hình như là hai cái chân của nó đang bị mắc kẹt ở trong cái đường hầm của chiếc xe lửa các bạn. Đây đây là cái đường ray xe lửa chạy qua các bạn, và đây là một cái đường hầm nha. Con quái vật này chui ra từ đó các ơi. Đây đây bắn nó không xi nhê gì hết bạn, phải tìm cách tiêu diệt nó ở đây nha. Đây hôm nay thì các siêu nhân người nhện bọn tôi phải có nhiệm vụ tiêu diệt con quái vật Minion Siren Head màu vàng khổng lồ nè bạn, không thể để cho nó thoát ra nha. Đấy nó đang chui ra các bạn, nó sắp thoát ra rồi. Đấy nó bị kẹt hai chân ở trong cái đường hầm các bạn. Ui ui nó to lắm bạn. Con quái vật này tôi nghĩ là nó không sợ bom đâu. Vậy à, cho dù có đặt bom nổ nguyên cái đường hầm này cũng không tiêu diệt được nó đâu bạn. Làm sao đây bây giờ? Phải suy nghĩ ra cách nào đó tiêu diệt con quái vật Siren Head Minion khổng lồ này trước khi nó chui ra và tấn công thành phố nha. Vậy à, đây. Đây các bạn, cái chiếc xe lửa này chính là nạn nhân của nó nè. Xe lửa này chở rất là nhiều thùng hàng ở phía sau luôn. Bị con quái vật này nó đánh một phát thôi, chiếc xe lửa nó văng ra mấy khúc luôn bạn. Rồi, thấy chưa? Tiêu rồi. Hiện tại thì bọn tôi vẫn chưa có cách nào tiêu diệt được nó đâu bạn. Đấy, nó vẫn đang chui ra kìa. Đáng ghét thiệt. Đây, thử dùng súng hạng nặng nha bạn. Đây, súng tên lửa thôi nha. Đây, súng bắn ra tên lửa nè. Đây, khẩu này khá là mạnh nha bạn. Khẩu này bắn một phát nổ rất là to luôn nè. Đấy, thấy chưa? Hy vọng là có thể tiêu diệt được nó nha. Chứ đặt bom là cũng không, chắc chắn là không nổ chết nó rồi bạn. Bọn tôi quyết định là sử dụng cái cây bắn tên lửa này bạn. Đây, đặt bom bây giờ không kịp các bạn, con quái vật nó sắp chui ra rồi. Đây, bắn mấy phát. Ui, nó tán luôn nè bạn. Ây da. Ôi. Nó đứng rất là xa mà nó có thể chồm tới và nó đánh vào siêu nhân người nhện tôi té nè bạn. Ui, đứng ra xa xa một xíu con ơi. Đây, đầu tiên thì tôi sẽ bắn vô cái đầu của nó nha. Ui ui. Đây. Đây. Ui. Nó đâu rút tiêu rồi bạn. Con quái vật đâu rồi? Đừng nói là nó chui ra rồi nha. Đây các bạn, nó bị trúng một phát tên lửa của tôi và nó biến mất tiêu rồi bạn. Đâu rồi? Tìm kiếm nó đi anh em. Con quái vật khổng lồ Siren Head Minion màu vàng nó mất tiêu rồi. Ây da, đâu rồi? Nó chưa bị tiêu diệt mà. Rõ ràng là nó vừa mới chui ra các bạn ơi. Xem ra là nó chui ra rồi các bạn ơi. Đây, nó biến mất tiêu luôn rồi nha, chứ không phải là bị tiêu diệt đâu. Đây. Tiêu rồi, tôi sẽ bật cái. Ui, nó đứng ở đằng kia các bạn. Nó kìa, nó kìa. Ủa, nó chạy rần rần ở ngoài kia kìa. Đấy, thấy không? Tôi tiêu rồi. Con quái vật thoát ra rồi các bạn. Nó đang tấn công thành phố rồi. Đây. Nó chạy rần rần ở ngoài thành phố luôn ơi. Con quái vật này nó đã được tự do và nó không còn bị mắc kẹt ở trong đường hầm nữa các bạn. Nó đang chạy vào bên trong thành phố các bạn. Đây, rất là xa các bạn thấy chưa? Ồ, nó chạy rần rần các bạn. To chưa? Đây. Con quái vật này nó rất là cao luôn các bạn. Cái chân của nó rất là dài luôn ấy. Đấy. Nó đang chạy rần rần ở trong thành phố rồi. Mày à, không ổn nữa con ơi. Kế hoạch thất bại rồi. Con quái vật khổng lồ Siren Head Minion màu vàng khổng lồ nó đã thoát ra khỏi cái đường hầm này rồi. Và nó đang vào bên trong thành phố rồi con ơi. Ui nó nè các bạn. Này nè, nó tới kìa. Ui nó nè. Ui ui. Đấy các bạn. Ủa nó chạy nữa rồi. Đáng ghét thiệt, nó tấn công cái chiếc tàu lửa nữa nè. Đây, xem ra là con quái vật Siren Head Minion khổng lồ này nó rất là khoái tấn công những cái chiếc tàu lửa các bạn. Ui, ui, nó dùng chiếc tàu lửa nó ném các anh em siêu nhân người nhện bọn tôi các bạn. Thấy nó chạy nữa kìa. Con quỷ này. Ui, nó chạy rần rần các bạn. Nó chạy nhanh lắm các ông ơi. Không kịp bắn tên lửa luôn ấy chứ. Ây da. Đi anh em ơi. Bọn tôi sẽ đuổi theo các bạn. Phải tiêu diệt con quái vật này càng nhanh càng tốt nha. Thành phố sẽ bị con quái vật này phá hủy nếu mà nó vào bên trong nha.
Đi anh em ơi. Đây, bọn tôi sẽ lần theo dấu vết của con quái vật và đuổi theo nha. Đây, nó vừa mới phá hủy thêm một cái chiếc tàu lửa nữa rồi. Đây, đuổi theo, đuổi theo. Đâu rồi? Nó bị bắn mấy phát tên lửa nhưng mà cũng không xi nhê hết các bạn. Ui, nó đứng ở đằng bển kìa. Nó chạy bển các bạn. Đây, rất là xa bển luôn các bạn. Bắn không tới nha. Đáng ghét thiệt. Không ổn rồi. Đây bây giờ, ui nó tới nè bạn. Đây đây. Đây con quái vật này nó cứ đi lòng vòng và nó kiếm những cái chiếc tàu lửa nó tấn công các bạn. Ui, đấy. Cái quỷ này nó có chân rất là dài nha bạn. Vì vậy nó chạy rất là nhanh luôn. Bắn không kịp luôn ấy. Đây, bây giờ bọn tôi sẽ lái xe đuổi theo con quái vật các bạn. Phải nhanh chóng tìm ra nó và tiêu diệt con quái vật Siren Head Minion màu vàng này càng nhanh càng tốt nha. Đây. Rồi, xe nó tông tôi luôn nè các bạn. Lên anh em ơi, nhanh lên, nhanh lên. Rồi. Đây. Hiện tại thì các siêu nhân người nhà anh đang trèo lên. Ui, nó chạy bển các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Con này chạy nhanh lắm các bạn ơi. Đuổi theo nha. Đây. Con quái vật khổng lồ Siren Head Minion nó đang tìm kiếm những cái chiếc tàu lửa chở hàng để tấn công bạn. Đây, nó chạy, nó nhảy lên những cái nóc nhà, nó nhảy rất là nhanh luôn bạn. Đuổi theo nha. Đây đây. Đáng ghét thiệt. Nó lại thoát ra khỏi cái đường hầm rồi bạn. Nó chạy nhanh lắm. Kiểu này là có nước là lấy máy bay đuổi theo thì mới kịp các bạn. Đây, bọn tôi sẽ sử dụng hệ thống bay của chiếc xe này các bạn. Bay lên nha, đuổi theo nha. Đâu rồi. Đấy, các bạn giữ cho. Chiếc xe cũng có thể bay được nha bạn. Không cần phải sử dụng máy bay làm chi hết. Ui, nó nè bạn, nó nè, nó nè. Ui, đây các bạn. Đây, đuổi theo nó nha. Đấy, các bạn thấy chưa. Nó đang tìm kiếm những cái chiếc tàu lửa các bạn. Giống như là đồ chơi của nó vậy. Nó đang tìm kiếm và tấn công những chiếc tàu lửa chở hàng ở trong thành phố các bạn. Thấy nó nè. Ui cha. Chạy rần rần ơi. Đuổi theo, đuổi theo. Ây da. Đây đây, đuổi tới rồi bạn. Ui nó nhảy nữa rồi. Rồi nó bẻ lái nữa rồi con ơi. Đây con quái vật này. Nó chạy đi đâu mà nó chạy nhanh lắm con ơi. Các siêu nhân người nhờ bọn tôi đuổi theo rất là khó khăn luôn ấy. Đấy, thấy chưa. Ủa nó to và nó cứ đi tìm kiếm những cái chiếc xe. Ủa nó trèo lên cái mái nhà, nó đứng lên. À, ui đây nè. Đây, không ổn rồi. Phải tìm cách tiêu diệt con quái vật này càng nhanh càng tốt nha. Tiếp tục như vậy thì chắc chắn là nó sẽ tiếp tục tấn công những cái chiếc tàu lửa chở hàng nữa các bạn. Đây có rất là nhiều vụ tàu lửa bị quái vật này tấn công rồi. Đây đây nó nè. Ủa nó to chưa bạn. Đấy, bọn tôi sẽ thử bắn tên lửa vào nó thử nha. Đây, bây giờ thì xe của tôi cũng đã trang bị tên lửa bạn, vũ khí tên lửa bắn nè. Đấy. Đây các bạn, tìm kiếm con quái vật và tôi sẽ bắn nó mấy phát nha bạn. Đây, đâu rồi. Đây, tôi bắn tên lửa cho bạn xem thử nha. Đây, hạ cánh xuống. Đây. Đây. Đây các bạn, hiện tại thì xe của tôi cũng đã trang bị vũ khí rồi bạn. Đây, tên lửa nha. Bắn thử mấy phát cho bạn xem nha. Bắn vô cái cột điện này thử nha. Wow, nổ chưa. Nổ hơi bị ghê các bạn. Đây, bắn ngã cột điện này luôn nè. Đấy, giữ chưa. Đây, bây giờ thì đuổi theo và tiêu diệt con quái vật này thôi. Nó đâu rồi. Trốn nó. Ui, đây, 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 đây. Đây, bắn mấy phát cho mày. Ủa nó nhanh lắm các ơi. Không kịp bắn luôn ấy. Đây, bắn. Wow. Bắn nó. Ủa nó nhẹ. Nó né các ơi. Đây. Đấy các bạn thấy chưa. Mày. Ủa trúng đạn rồi. Mày. Bắn vô ngay cái chân của nó các bạn. Mày. Ủa nó chạy nhanh quá các ơi. Đấy. Ủa nó chạy nhanh quá. Đuổi theo tiêu diệt con quái vật này cũng mệt luôn ấy. Đi đâu mà đi dữ vậy.